Xin chào tất cả các bạn đã đến với video của Hoàng Anh ngày hôm nay. Và hôm nay Hoàng Anh xin chia sẻ câu chuyện thực tế của bản thân mình. Đó là những điều bạn cần làm khi bạn mới vừa tốt nghiệp ra trường. Có một list dài luôn nha. Điều đầu tiên là gì? Điều đầu tiên là bạn phải chuẩn bị sức khỏe để tập thể dục mỗi buổi sáng nha. Không là không có đầy đủ sức khỏe đâu. Ngày xưa Hoàng Anh rất là lười tập thể dục, cho nên là cứ tới mùa Tết hoặc là cứ trái gió trở trời, ở Việt Nam mình hay gió mưa là một cái bệnh thôi, cho nên là mình không có tinh thần mình làm gì hết. Nên cái đầu tiên mà anh nghĩ là mấy bạn phải cần chuẩn bị sức khỏe cho mình thật là khỏe để mình tỉnh táo, để mình có thể tìm kiếm những cái công việc. Hiện nay tìm kiếm công việc rất là dễ, thì bạn lên trên mạng, bạn có thể search ra tên công ty rồi bạn nộp CV và apply vô, đó rất dễ. Còn ngày xưa là Hoàng Anh phải chạy tới công ty đó đưa nguyên bộ hồ sơ vô, chờ một tháng hay là nửa tháng gì đó không biết, rồi gọi điện thoại vô rất là nhiều bước. Nhưng mà ngày nay công nghệ thông tin nó phát triển mạnh rồi, cho nên là bạn không có hướng dẫn bạn là làm CV hay là kỹ năng giao tiếp gì đâu, những cái đó là có những cái trang web khác người ta hướng dẫn rồi. Còn đây là chia sẻ kinh nghiệm thực tế. Điều đầu tiên là chuẩn bị sức khỏe nha. Điều thứ hai, chuẩn bị tinh thần. Chuẩn bị tinh thần là sao? Chuẩn bị tinh thần là đừng có bị upset, đừng có bị buồn mỗi khi mà có một công ty nào đó từ chối hay là mình xin vô nhầm công ty. Tại vì Hoàng Anh ngày xưa và anh đi xin công ty, xin việc ở những công ty nhỏ, công ty mới phát triển, công ty startup người ta còn ít người lắm. Xong mình bị upset, mình bị hụt hẫng, mình kêu là ủa sao công ty này xấu quá vậy ta, tao không muốn làm. Nhưng mà bạn đừng có nghĩ giống như Hoàng Anh vậy nha. Công ty nào cũng có cái tốt của nó. Nếu như mà bạn chọn công ty mới bắt đầu, công ty startup á, thì bạn có thể tự mình trải nghiệm những cái khó khăn, rồi mình cùng đi lên với công ty, biết đâu được bạn cũng sau này sẽ là một trong những thành viên xây dựng công ty. Còn với Hoàng Anh, ý kiến riêng của mình thôi, thì Hoàng Anh thích mấy cái công ty bự bự mà sáng sang mà đẹp đẹp á, thì nó làm cho bạn có năng lực, năng lượng hơn để mà xin việc làm. Mình nếu như mà mình làm được ở công ty đó thì mình cũng thấy thích hơn, mình nghĩ là cái môi trường nó chuyên nghiệp hơn, chắc là ai cũng thích vậy đúng không? Cho nên là phải chuẩn bị tinh thần. Nếu như mà mình làm hồ sơ, mình chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, mình nghĩ là một cuộc phỏng vấn rất là tốt rồi nhưng mà vẫn không có được, thì bạn cũng đừng có buồn, hãy tự tin lên đi nào, ở một số công ty khác. Đó là chuẩn bị tinh thần. Điều thứ ba mà bạn cần chuẩn bị đó là phải chuẩn bị đồ đẹp. Nghe rất là mắc cười đúng không? Nhưng mà có nhiều bạn, thật sự là Hoàng Anh không có biết, là có những bạn cái suy nghĩ của họ phóng khoáng, cho nên là họ mặc đồ rất là thoải mái, rất là tự nhiên. Nhưng mà theo ý kiến riêng của Hoàng Anh á, thì mình nên mặc những cái loại đồ công sở chút xíu trong cái ngày mà mình đi xin việc làm hoặc là cái ngày mà mình đi phỏng vấn. Thì mình nên mặc ăn mặc lịch sự, giống như mấy bạn trai thì nên mặc áo sơ mi, và những cái bạn gái cũng vậy, nên mặc đóng thùng, mặc quần tây, hoặc là nữ thì mặc váy nó sẽ đẹp hơn. Thì đó là cái kinh nghiệm riêng của Hoàng Anh thôi, bởi vì khi mà đi phỏng vấn chung với một số bạn á, Hoàng Anh thấy cái cách ăn mặc của họ rất là khó để mà cái người phỏng vấn người ta đánh giá cao mình, mà mình khó đạt được cái công việc mà mình mong muốn. Cho nên là cái đó là điều thứ ba, bạn cần phải chuẩn bị đồ đẹp. Ok, và đây là điều thứ tư. Điều thứ tư chắc là ai cũng biết rồi, bạn phải chuẩn bị một cái CV thật là đẹp. Thì với Hoàng Anh, CV đẹp là như thế nào? CV của Hoàng Anh chuẩn bị thì Hoàng Anh sẽ tìm những cái công ty, nếu như mà tiêu chí của Hoàng Anh là công ty lớn thì Hoàng Anh lên công ty đó tìm cái yêu cầu của họ, rồi copy những cái điều mà phù hợp với bản thân mình có thể làm được, mình bỏ vô cái CV của mình để mình phù hợp với cái tiêu chí, để khi mà người ta đọc cái CV của mình người ta đánh giá cao hơn. Và những cái điều mà đánh giá hoặc là những cái mẹo dành cho viết CV á, thì bạn có thể tìm trên internet rất là dễ dàng, nên Hoàng Anh không có làm mất thời gian của bạn ngày hôm nay. Và cái chuẩn bị thứ năm đó là chuẩn bị những cái kỹ năng giao tiếp, những cái kỹ năng gọi là kỹ năng cứng trước khi đã, là những cái bạn có thể làm công việc văn phòng thì bạn chuẩn bị những cái Excel, những cái Word đơn giản thôi để mình có thể bước đầu mình vô đó, mình làm, mình học hỏi kinh nghiệm tiếp. Thì bạn sẽ có những cái kiến thức khái quát, thì nếu như mà bạn gặp khó khăn trong vấn đề đi làm, có những cái công thức mới về Excel hay là những cái điều mới mà bạn cần phải soạn thảo văn bản á, thì bạn có thể tìm trên Google cũng được, nhưng mà quan trọng là bạn phải học sơ qua những cái khóa
vi tính văn phòng đó để mà bạn biết cách để mà bạn tìm kiếm. Và cái điều cần chuẩn bị kế tiếp đó là chuẩn bị kỹ năng mềm. Thì như cái phương tiện thông tin hiện nay rất là nhiều cái bài giảng của các thầy giống như là thầy Ngô Minh Tuấn, thầy Phạm Thành Long, những cái đó là kỹ năng mềm bạn nên coi trước để mà bạn biết được cái kỹ năng giao tiếp với người phỏng vấn. Rất là nhiều thông tin, thì những cái đó chắc là trang mạng nào cũng nói tới rồi. Cho nên hôm nay Hoàng Anh chỉ muốn chia sẻ với bạn những cái kiến thức cơ bản đó thôi. Thứ nhất, chuẩn bị sức khỏe. Thứ hai, chuẩn bị tinh thần. Thứ ba, chuẩn bị đồ đẹp. Thứ tư, chuẩn bị CV. Thứ năm là chuẩn bị kiến thức cứng. Thứ sáu là chuẩn bị kiến thức mềm nha. Nếu như mà bạn nào thấy không thích ý kiến của Hoàng Anh thì có thể comment bên dưới nói là tôi không thích. Hoặc là nếu như mà thích thì cứ chia sẻ video này đến cho những người thân trong gia đình, bạn bè để mà mình có cái nhìn khái quát hơn về cái việc mà mình sẽ đi xin việc làm. Có thể việc đi xin việc làm nó sẽ dẫn đến khó khăn, bạn sẽ nản lòng, nhưng mà thôi đừng bỏ cuộc, mình cứ xin vào công ty mình thích đi. Với Hoàng Anh thì xin vào công ty vừa đẹp vừa sang, nó vui hơn, nó đã hơn, đúng không? Còn với những bạn startup, những bạn có ý chí nhiều hơn nữa thì Hoàng Anh xin rất là ủng hộ và mong là mấy bạn cứ đến những cái lớp học của những người thầy, thầy Phạm Thành Long, thầy Ngô Minh Tuấn. Ví dụ vậy, bạn có thể tìm trên mạng rất là nhiều để bạn học về startup đó. Thì bạn anh sẽ làm một cái video về những cái thông tin đó cho các bạn trong video sau. Và ngày hôm nay cảm ơn các bạn rất nhiều đã quan tâm và theo dõi Hoàng Anh. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha.